đánh. Và cũng là một tướng pháp sư theo kiểu là cấu rỉa rất tốt, khả năng tăng tốc chạy là một trong những pháp sư là cơ động. Với cái nội tại tung cánh, anh em có thể là tăng tốc chạy khi dùng kỹ năng chúng tướng địch, nó tăng đến 30% trong 2 giây. Đây là sức mạnh của Glissi ở trong phiên bản mùa 3 được tăng sức mạnh nhá. Còn hiện tại là mùa 4 thì Glissi sẽ vẫn giữ nguyên sức mạnh ở giống mùa 3 thôi. Mùa 3 thì tăng nội tại này, tăng sức mạnh của chiêu cuối. Mùa 4 thì giữ nguyên. Và đến mùa 5, sức mạnh của Glissi vẫn không thay đổi anh em ơi. Chính vì vậy chơi Glissi thì nó không bá đạo như cái hồi mùa 1 mà các anh em nào còn nhớ đấy, kỷ niệm hồi mùa 1 mà một cái chiêu bướm ảo nó thố đến tận rốn luôn, cảm giác rất là phê. Và rất nhiều bạn nữ thích chơi Glissi vì lý do đó. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì mọi người đa phần là chơi Nauriel, chơi Quyền Vương, chứ rất ít chơi Glissi. Nhưng mà Glissi anh em cũng đừng coi thường, một tướng có khả năng thả bướm bá đạo. Không còn là thả mưa sao băng cũng hết sức bá đạo. Lối đánh thì khá đơn giản, nhẹ nhàng và hiệu quả, cứ thả bướm mà chờ kết quả thôi. Đùa thôi. Ui, bị ganh, bị ganh thì này này ném chiêu 2. Rất may là Nagrod team bạn pha đấy là dùng chiêu cuối này để làm choáng mình, nếu không thì sắp mặt này. Nhìn đu này, thả bướm. Lại thả bướm. Giờ mình cần farm lên level 4 để đi gánh vốn trợ team. Có level 4 trong giao tranh trước khi cướp sầm rất là tuyệt vời. Cái chiêu mưa sao băng này nó sẽ mưa liên tiếp 4 lần lên một tướng địch nhá. Và có thể mưa sao băng 15 cái sao băng, 12 cái sao băng rơi xuống. Hết sức bá đạo. Cái lượng sát thương phép gây ra rất là lớn nhá. Rồi gặp tướng địch là thả mưa sao băng luôn, thả bướm này. Rồi choáng cả đôi. Cái chiêu thứ hai làm choáng anh em phải đặt chuẩn nhá. Đó chiêu bão lá. Chiêu này thì có thể làm choáng tập thể rất là tốt. Hiện tại thì mình nghĩ là phải nên một đồ khống chế cho Glissi. Chính vậy mình sẽ lên cái trượng băng sớm để tăng khả năng làm chậm, chứ khi mình thả chiêu không làm chậm tướng địch rất khó có thể là này. Thứ nhất là làm chậm tướng địch thì tướng địch sẽ khó áp sát mình và có thể truy sát rất tốt. Đó. Và tôi gì anh em không nên cái món đồ trượng băng, giảm một chút xíu sát thương, như mình vừa có 7% tốc chạy này, rất là tốt cho Glissi. Có giáp phép và có cả là làm chậm nữa. Rồi trận này thì Murat thì mình rất là bá đạo, ăn 3 mạng rồi. Và các bạn có thể thấy quan sát cái đội hình trận này của team mình cũng hết sức bá đạo không kém. Với sự góp mặt của ba vị tướng hỗ trợ rất hot hiện tại, Oma, Alice và Tên. Đội hình là full hỗ trợ này anh em ơi. Mình và Murat sẽ được bảo kê đến tận răng với cái đội hình kiểu này. Đội hình này đánh cũng rất là sướng, hai bảo kê, một tướng khống chế cứng, một pháp sư và một sát thủ. Nếu mà phối hợp tốt thì cũng rất là tuyệt vời. Nhưng mà quan trọng nhất là ở cái đấu danh và cái trò lên cung vai, đó chính là vị trí đi rừng. Nếu mà rừng mà đánh thọt quá thì team sẽ phế ngay. Rồi thả mưa sao băng. Na cờ rót. Ua vậy, xíu nam kìa, đen thật. Na vừa đó vẫn thoát được pha đấy anh em ạ, hết sức hoàn diệu. Rồi không có đồng đội đến hỗ trợ rất là khó. Mình và Thên thì không thể nào phòng thủ được pha đấy, bốn người team bạn di chuyển lên. Ăn rồng đi bạn ơi. Rồi. Hay quá.
Lagoroth thì hết sạch máu rồi, không dám đâu. À đây đây, anh em vẫn còn máu, rất nhanh. À chiêu cuối đây, chạy 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 về đâu? Lại có mạng cho ngu đáp, lưu mắt này rất là xanh quá. Vũ đáp tim mình xanh thì Quyền Vương tim bạn cũng rất là xanh. Rồi chấm dứt được rồi. Mình thực sự là không có món đồ trượt băng để khống chế thì rất bất lực để truy sát các tướng khác khi mà hết cái chiêu mưa sao băng. Anh em chú ý là Kixi không có thay đổi trong phiên bản mùa năm tới nhá. Sức mạnh được giữ nguyên như hồi mùa 3 được tăng lên thôi. Bướm ảo thì không còn ảo như xưa. Chính vì vậy Kixi được rất ít các bạn sử dụng, nhưng mà trong đấu giải thì thỉnh thoảng vẫn có team là Big Kixi đấy anh em ơi. Rồi chạy đâu? Dí mặt bướm ảo vào mặt. còn sức đâu mà chạy nữa. Chơi kiểu bài rất là là một cái chiêu độc chiêu hủy diệt. Rồi thêm có vẻ là bị team bạn chăm sóc rất là kỹ nữa. Không sao, thêm cũng không cần nhiều đồ đâu. Ôi ơi, ui nát trụ rồi, tôi xong mình rồi. Wow, may quá. Anit là chiêu cuối, rất là tuyệt vời. Xíu thì sốc sắp mặt vào đấy anh em ơi. Ở đồng đội không di chuyển đến kịp là mình chết rồi đấy. Rồi, làm choáng luôn này. Bye bye. Lối đánh khá an toàn, nhưng mà nếu mà đi nẻ thì cũng chết thôi anh em ạ. Con Kixi này đi cùng team mà được thả bướm thì hết sức bán ảo. Bướm ảo cứ bay đi bay về và cấu xỉa máu tướng địch. Vào giao tranh thì bật mưa sao băng lên thôi. Tối đa một tướng địch sẽ bị dính 4 lần mưa sao băng. Đấy, trong 5 giây thì mưa sao băng rơi xuống liên tục. Đó, anh em có thể thấy là lên được cái trượng băng thì khả năng làm chậm tăng lên rất là nhiều. Đó, là có tham này, tham mình này. Kixi cũng thực sự là không sợ nào có nó cho lắm nếu anh em đặt chiêu 2 chuẩn xác. Cứ bật chiêu cuối rồi. Ờ chạy đi và đợi Lacrosse nó gọi là nó nhảy gần đến thì đặt chiêu làm choáng thôi. Làm choáng con thảm bướm. Nội tại là con này là tung cánh mà anh em, nội tại tung cánh tăng tốc chạy 30%. Chạy rất là nhanh. Anh em lên trượng băng thì cộng thêm 7% nữa. Rồi chạy đâu uầy, không đủ lượng sát thương, vẫn là thiếu. Rồi bướm ảo không cay rồi, con chim rồi, mất chim rồi. Thả ngược rồi lại chạy lên trước mà nó bướm sẽ tự bay lại và có mạng thôi. Lacrosse này cướp bùa xanh luôn này. Thanh niên giữ bùa rất tốt. Rồi nhảy rất là nhanh. Lacrosse mà anh em ơi. Rồi thấy nhảy rồi, không ai thể truy sát được. Rồi thả bướm thôi. Thả bướm, bướm bay và bướm về. Kixi là vị tướng cũng có khá nhiều trang phục anh em ơi. Như bên là Loan thì có thêm hai bộ trang phục rất là đẹp nữa. Rồi, ôi, kinh quá cơ, cứ bị Nagrod bắt. Những pháp sư như kiểu Kixi thì Alistar thì không sợ Nagrod cho lắm. Nagrod còn sợ Alistar nữa.
Nhưng mà kiểu là Asenka hay là Inumiya ấy, thì rất sợ vị tướng Laclos. Ok, và trận đấu thì team bạn đã gọi là gãy cánh rồi. Không chơi với bướm nữa. Ok, và video clip mình đến hết. Chào các bạn nhé. Bye bye.